Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà quý vị và các bạn mong đợi nhất, đó chính là tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tình Nhân Dại Khờ đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Đình Phong cùng với Nha Tình giờ đây đã sắp đi đến bến bờ hạnh phúc rồi. Tuy nhiên vẫn còn một rào cản rất lớn, đó chính là Yến Như. Cô nàng này thì cứ năm lần bảy lượt ve vãn Đình Phong. Và ở tập truyện trước thì cô ta lại còn tìm đến gặp trực tiếp Nhã Tình và tung ra bằng chứng nhằm chia rẽ cuộc hôn nhân này. Vậy thì sau tình huống đó chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện này thì Đình Phong sẽ phải đối mặt với Nhã Tình như thế nào đây? Làm cách nào để có thể giải quyết cô nàng Yến Như này và cái kết của câu chuyện tình yêu này sẽ ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tình Nhân Dại Khờ, tác giả Diễm Quỳnh qua giọng đọc của anh Sa. Chiều muộn, Đình Phong trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, anh đã nhìn thấy một chiếc vali to đùng đặt ngay trước cửa nhà. Đình Phong cau mày khó hiểu, rồi kéo vali vào trong. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy Nhã Tình đâu cả, anh lên tiếng. Vợ ơi, anh về rồi. Vợ ơi, vợ. Anh phải gọi đến lần thứ ba thì mới nhìn thấy bóng dáng của cô từ trong nhà bếp đi ra. Nhìn thấy cô, anh vui vẻ chạy đến ôm cô vào lòng. Anh gục đầu xuống hõm cổ, hít hà mấy cái rồi nói. Hôm nay đi làm mệt quá, thế tối nay vợ thưởng cho anh nhé. Sắc mặt của cô không một chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Buông tay. Hả? Em nói gì? Buông tay. Âm sắc lạnh lẽo khiến người đối diện phải sợ hãi này của cô làm anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dường như cô đang giận điều gì đó thì phải. Đình Phong đưa tay lên gãi đầu, cười gượng, định mở miệng ra hỏi thì liền bị cắt ngang. Mang vali vào nhà làm gì vậy? Anh thấy ai đó để ngoài cửa, nghĩ đâu là của em nên anh mới mang vào. Mà nếu như không phải thì để anh trả nó về chỗ cũ. Đình Phong tiến lại gần định kéo vali ra ngoài thì giọng nói của Nhã Tình khiến anh đứng hình. Nó là của anh đấy. Bây giờ cả anh và nó đi ra khỏi nhà cho tôi. Đình Phong lập tức quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu. Em nói như vậy là sao? Nhã Tình không trả lời. Cô tiến đến hộp tủ lấy ra một bức ảnh ném vào người của anh. Một tháng trước anh bảo là anh đi công tác. Đây là chuyến công tác của anh sao? Công tác cùng với người tình cũ à? Đình Phong chăm chú nhìn bức ảnh, nhìn thời gian ở mặt sau thì liền hiểu ra mọi chuyện. Anh a lên một tiếng rồi mỉm cười giải thích. À, đúng là một tháng trước, trong thời gian đi công tác, anh có đến nhà Yến Như. Cái gì? Anh khoan đã. Nhưng mà không phải là đến để làm chuyện bậy bạ đâu. Kết thúc công tác, anh có đến thăm nhà một đứa bạn ở chung cư này. Sau đó thì gặp Yến Như ở đây. Bọn anh cũng chỉ làm chào hỏi vài câu thôi. Chào hỏi vài câu mà vào hẳn nhà cô ta ngồi rồi ngủ luôn ở đó. Chào hỏi là ở bên ngoài, còn vào nhà là bởi vì Yến Như nhờ anh sửa giúp cái bóng đèn. Đêm đó thì anh ngủ lại nhà Gia Kiệt mà. Nếu như em không tin có thể hỏi nó. Ngày hôm đó bọn anh ăn liên hoan, chụp lại ảnh có ghi rõ ràng ngày tháng ở trong máy đấy. Nhã Tình phớt lờ những gì Đình Phong nói. Hiện tại cô không muốn nghe, cũng không muốn biết thêm điều gì cả. Cô thực sự đã quá mệt mỏi với những cô gái xung quanh anh nên cũng không thèm nói. Đình Phong thì vẫn liên tục chứng minh sự trong sạch của mình.
Có điều Nhã Tịnh lại không đồng ý tiếp nhận thông tin. Cô đẩy anh ra khỏi nhà, ném luôn cả chiếc vali đựng quần áo của anh ra cùng. Lúc đóng cửa lại, cô còn không quên gửi gắm vài lời. Trong thời gian tới, anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi sẽ suy xét về mối quan hệ của chúng ta. Nếu như trong thời gian này có bất kỳ một người phụ nữ nào đến nhà tìm tôi để nói về vấn đề của anh, coi như chúng ta chấm dứt. Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại, không quên tạo ra một âm thanh lớn. Đình Phong đứng ngoài cửa với vẻ bất lực. Anh đánh vào cửa, miệng thì không ngừng kêu oan. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Anh thực sự là không biết gì cả. Không hề có quan hệ với cô gái nào khác ngoài em. Anh trong sạch mà. Vợ ơi! Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Tối thế này rồi anh biết đi đâu đây? Mà bên ngoài thì lạnh như thế. Anh có bằng chứng ngoại phạm mà. Tin anh một lần đi. Đáp lại anh là sự im lặng, không hề có tiếng trả lời từ cô. Rồi thì anh cứ như vậy đứng ở ngoài với chiếc vali. Dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không hề có, mà cứ liên tục nài nỉ. Đã gần một tiếng trôi qua, cô vẫn không hề mở cửa. Anh biết bây giờ có đứng ở đây ăn vạ thì cũng không có lời, đành rút lui, đợi ngày mai quay lại. Nhã Tịnh ngồi bên trong nhà, nghe tiếng xe ô tô thì lại càng thêm bực bội. Cái tên khốn này, anh được lắm. Anh đi thì đi luôn đi, tôi cho anh không còn đường về nữa. Đình Phong lái xe đến Trần Gia, bởi vì anh nghĩ đây là nơi nương tựa cuối cùng của mình. Mất hơn 20 phút chạy xe, anh đã trở về ngôi nhà thân thương. Anh đứng trước cửa, bấm chuông. Màn hình điện tử trên tường nhanh chóng hiện lên gương mặt của bác Long. Nhìn thấy bác thì anh mừng rỡ nói. Ôi, bác Long, là cháu đây. Bác mở cửa cho cháu với. Vẻ mặt của bác Long có một chút thất vọng, sau cùng là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm. Xin lỗi cậu chủ nhé, nhưng mà tôi không thể nào cho cậu vào nhà đâu. Bác à, bác đừng đùa như vậy chứ. Cháu rất mệt và đói. Bác, cho cháu vào trong đi. Dù anh có nói như thế nào đi chăng nữa, bác Long vẫn cứ lắc đầu. Lúc này từ trong máy phát ra giọng nói của ông Phú. Bác vào nhà đi, cứ mặc xác nó ở ngoài đấy. Cái thói chằng hòa mãi không bỏ. Lần này Nhã Tịnh mà ly hôn thì mày đừng có mơ mà về nhà. Tao không có đứa con như mày. Bố! Đình Phong còn chưa nói lời nào thì màn hình vụt tắt, chỉ còn lại màu đen. Anh bất lực nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt rồi thở dài ngao ngán. Vừa định quay lưng bước đi thì ánh sáng từ trong nhà phát ra. Đình Phong như có thêm cơ hội quay đầu lại một lần nữa. Người lần này đi ra là bà Hằng. Nhìn thấy bà thì anh mừng rỡ. Ôi, mẹ! Bé bé thôi, không thì bố con lại biết bây giờ đấy. Chuyện lần này mẹ không giúp gì được cả. Tất cả cũng là lỗi tại con đấy. Nhưng mà con có làm sai gì đâu. Là tại cô ấy không nghe con giải thích mà. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Cầm tạm số tiền này, kiếm khách sạn nào đó rồi ăn tạm cái gì đi. Đợi vài hôm nữa rồi mẹ khuyên nhiều Nhã Tịnh cho. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Đình Phong vừa đưa tay ra định cầm tiền thì số tiền nhanh chóng bị lấy lại. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giai Tuệ đứng ở đó từ khi nào. Cô lườm anh một cái rồi quay sang phía bà Hằng. Mẹ à, không cần phải đưa tiền cho anh ấy. Chuyện này ai gây ra, người đó chịu. Nhưng mà... Thôi, mẹ cứ vào nhà đi. Mà nếu không thì con mách bố đấy. Ngay như vậy, bà Hằng chỉ biết ngậm ngùi đi vào trong. Đình Phong nhìn theo bóng dáng của mẹ mình đầy tiếc nuối, ánh mắt đầy sự cầu xin. Lúc này thì Giai Tuệ quay sang chỗ Đình Phong. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nói. Anh cũng giỏi thật đấy. Cứ tưởng đâu là bỏ được tật xấu, ai ngờ cái chứng nào tật nấy. Chị dâu mà ly hôn, em sẽ làm luật sư hầu tòa vụ này đến cùng đấy. Nói rồi thì Giai Tuệ bỏ vào trong. Bây giờ bên ngoài Đình Phong và Chí Viễn. Chị Viễn đứng trước mặt của anh, vẻ mặt đồng cảm, thấu hiểu, vỗ vào vai của anh vài cái. Lần này thì anh chết chắc. Một lần nữa cánh cửa đóng lại, Đình Phong cúi đầu xuống xoay người bỏ đi trong thất vọng.
Đây là cái kết khi dám động vào con dâu cưng của bố mẹ. Cũng may mà Nhã Tịnh chưa nói với ông ngoại, nếu không chắc là anh cũng mất chức giám đốc rồi. Đình Phong lững thững kéo vali ra phía xe. Đi được một nửa đoạn đường, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Đình Phong vội vàng mở điện thoại ra xem. Anh nhận được hai tin nhắn. Vút nhẹ màn hình, anh cẩn thận đọc từng tin nhắn. Tin nhắn đầu là từ ông ngoại với nội dung: từ ngày mai, cậu không cần đến công ty làm việc. Trong bộ giám đốc sẽ có người lên thay. Và tin nhắn thứ hai chính là của ngân hàng: xin thông báo, tài khoản ngân hàng của quý khách đã bị khóa. Để khôi phục tài khoản, vui lòng đến ngân hàng hoặc gọi điện đến số hotline để biết thêm chi tiết. Tại một căn hộ trong chung cư bậc nhất của thành phố, Đình Phong ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa, nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Trước mặt của anh là người bạn thân nhất, Gia Kiệt. Sau khi bị khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng, đồng thời tiền mặt trong người, thì cũng không có nữa. Anh đành phải nương nhờ người bạn thân ai nấy lo này. Anh phải nài nỉ mãi thì mới được vào nhà. Cũng may hôm nay Gia Kiệt ăn phải thứ gì đó mới đồng lòng cứu giúp. Đặt ly rượu xuống bàn, ngồi bát chéo chân đối diện với Đình Phong, Gia Kiệt hỏi: thế mày đành ăn nhờ đậu nhà tao đến bao giờ đây? Thì đến bao giờ vợ tao hết giận thì thôi. Nghe như vậy, Gia Kiệt lập tức phản đối: không được, không thể nào chớ chấp một người như mày trong nhà của tao được. Mày nói cái gì đấy? Người như tao thì là như thế nào? Có tao đến nhà ở là một vinh dự cho mày rồi đấy. Mày nên cảm thấy biết ơn về điều đó. Gia Kiệt nhếch mép nở ra nụ cười khinh bỉ, đưa tay chỉ về phía cửa. Mời về nhá, không tiến. Nhận thấy sự tức giận của Gia Kiệt, Đình Phong lập tức thay đổi thái độ. Anh mỉm cười, dĩ hòa vi quý, hạ giọng rồi nói: ấy, làm người ai làm thế? Tao làm như vậy, nhưng mà tao vẫn làm người. Thôi, mình xin lỗi. Tất cả là lỗi của mình. Do mình đi ăn nhờ đầu nhà người khác mà lại còn không biết thân phận, không biết bản thân yêu quý của mình có thể cho mình tá túc vài đêm được không. Thấy Đình Phong có lòng, Gia Kiệt cũng phải có dạ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dù sao thì bây giờ cũng đã muộn, đuổi một người không có tiền trong túi ra ngoài đường thì cũng quá thất đức. Chỉ là không ngờ đại thiếu gia của một gia tộc lớn có ngày bị vợ đuổi, gia đình ruồng bỏ, trong tay không một xu dính túi. Nhớ lại quá khứ huy hoàng thời còn tự do phong trần, ăn chơi trong những quán bar cùng với mấy cô em xinh đẹp, thì Trần Đình Phong của hiện tại thật đúng là quá xấu hổ mà. Gia Kiệt đứng dậy tiến về phía tủ, lấy ra một chai rượu, rồi mới bật nắp, rót đầy hai ly trên bàn, đưa cho Đình Phong, anh hỏi: mọi chuyện là thế nào? Sao mà mày vừa bị đuổi, lại vừa bị mất chức như vậy? Thế mày còn nhớ cái đêm bọn mình tổ chức tiệc ở nhà của thằng Dũng vào tháng trước không? Gia Kiệt nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu. Ừ nhớ, thì sao? Căn chung cư của thằng Dũng ở là nơi mà Yến Như, thư ký ngày xưa của bố tao cũng ở đấy. Hôm đấy, tao gặp cô ta rồi đứng nói chuyện vài câu, tức là cô ta nhờ vào sửa bóng đèn. Đình Phong còn chưa nói hết câu, Gia Kiệt đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Gia Kiệt tiếp lời. Mày đừng có nói với tao là mày theo cô ta vào trong nhà sửa giúp cái bóng đèn, rồi cô ta đến tìm vợ mày nói rằng đêm đấy hai người đã qua lại với nhau nhé. Mày đúng là bạn thân của tao, quá chính xác. Khóe môi của Gia Kiệt bỗng nhiên nở ra nụ cười đầy gượng gạo. Người bạn thân ngồi trước mặt anh bây giờ khiến anh ngán ngẩm đến nỗi không nói thành lời. Đây là lần thứ bao nhiêu bản thân bị lừa mà vẫn không nhận ra. Trước khi kết hôn cũng vậy, chỉ vì tái máy, lòng tốt đặt không đúng chỗ mà bị mấy đứa con gái không ra gì gài bấy, lừa gạt lấy tiền. Không biết bao nhiêu lần ông Phú phải trả tiền cho những cô gái đó để họ ngậm miệng và tiêu hủy đi những tấm ảnh Đình Phong vào khách sạn. Người ta có tiếng có miếng đã đành, đằng này Đình Phong có tiếng mà không có miếng. Mang tiếng là mang gái vào khách sạn, thế nhưng mà có lần nào Đình Phong chạm được vào người? Khi thì bị chuốc say, khi thì nhờ giúp cái nọ cái kia. Cuối cùng thì
ung dung bước ra từ khách sạn rồi bị gắn mác đào hoa lằng nhằng. Nhưng mà thực chất lại làm con Nai Vàng ngơ ngác. Làm bạn với Đình Phong bao nhiêu lâu nay, Gia Kiện hiểu rõ tính của bạn. Đình Phong có rất nhiều cô gái vây quanh, không chỉ bởi vì ngoại hình mà còn vì tính cách quá tốt bụng. Tổ đến nỗi bị người ngoài nhầm tưởng rằng Đình Phong gặp ai cũng tán tỉnh, cũng ân cần đối xử như người tình. Có thể trong quá khứ, Đình Phong quen nhiều bạn gái, nhưng mà chưa một lần đi quá giới hạn. Ngoài đời thì không thể sống trong chuyện. Không phải là mối tình đầu nào cũng là mối tình cuối. Không phải là ai cũng chỉ có đúng một mối tình. Quan trọng làm trong quá khứ, chưa từng làm chuyện quá giới hạn. Và cũng không làm tổn thương người hiện tại. Đặt ly rượu xuống bàn, Gia Kiệt nén tiếng thở dài, ngữ điệu trầm thấp rồi hỏi. Tới chuyện này mày định thế nào, trong khi vợ mày không nghe giải thích? Đình Phong đưa mắt nhìn Gia Kiệt trầm ngâm suy nghĩ. Thời điểm hiện tại, bản thân anh cũng không biết làm thế nào. Thực lòng thì anh không muốn Nhã Tịnh bị tổn thương vì những chuyện trong quá khứ. Nhưng mà quá khứ thì lại luôn tìm đến anh một cách bất ngờ. Đắn đo mãi, anh mới trả lời. Dù thế nào thì tao vẫn phải cố thuyết phục thôi. Tôi không nhái ly hôn à? Nếu mà ly hôn thì mày mất trắng. Ông ngoài Nhã Tịnh là cổ đông lớn nhất trong công ty. Còn chưa kể đứa em gái yêu quý của mày cứ đứng về phía chị sâu. Mà em gái của mày là luật sư nổi tiếng trong giới hôn nhân đấy. Chưa lần nào ra tòa mà nó thua cả. Đình Phong nghe xong thì thất vọng hoàn toàn. Vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra cách. Bản thân cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy. Ngặt nỗi nó đến một cách bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị. Xuân hai tháng qua, hai người sống vô cùng hạnh phúc. Chỉ vì sự xuất hiện của Yến Như mà phá tan tất cả. Đình Phong biết do những gì xảy ra khiến Nhã Tịnh càng trở nên nhạy cảm. Vì vậy, anh luôn cố gắng không để cô bị tổn thương. Và rồi, anh đã không thực hiện được điều đó. Suy cho cùng, không thể nào đổ hết lỗi lên người của anh. Nhưng anh là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc. Nhìn bạn mình khổ tâm, Gia Kiện cũng không vui vẻ gì. Tuy rằng hai người ngày thường hay cãi nhau, bất đồng quan điểm, nhưng mà vẫn là bạn tốt. Gia Kiệt tiến lại gần phía Đình Phong, vỗ vào vai của anh vài cái rồi nói. Thôi, cứ ở đây mà suy nghĩ bản thân nên làm gì, tao không làm phiền mày nữa. Dứt lời thì Gia Kiệt rời đi. Vừa bước được vài bước, giọng nói của Đình Phong vang lên, khiến Gia Kiệt dừng chân. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tao không giúp, tao chỉ đang muốn mày nhanh rời khỏi nhà tao, trả lại cho tao cuộc sống bình yên thôi. Nói như vậy mà nghe được. Chưa thu tiền thuê nhà là may rồi đấy. Ở đấy mà suy nghĩ và hành động của mình đã làm đi. Đình Phong quay đầu lại nhìn bóng Gia Kiệt khuất dần vào phòng thì nở ra nụ cười bất lực. Anh nghĩ có một người bạn thế này cũng không tồi. Dù sao trong lúc khó khăn, Gia Kiệt cũng không bỏ mặc anh. Sáng hôm sau, chung cư CDS phòng 302, Sai Tuệ khoác lên mình chiếc áo blazer đen kết hợp với quần tây cùng chiếc kính râm đen đầy quyền lực. Cô theo địa chỉ đã được điều tra mà đến nơi Yến Như ở. Đứng trước cửa phòng, Sai Tuệ điềm tĩnh đưa tay lên bấm chuông. Từ bên trong nhà vọng ra giọng nói của một người con gái. Sang ai đây? Cánh cửa vừa mở ra, Sai Tuệ liền nở ra nụ cười thật tươi. Đã lâu không gặp nhỉ? Nhìn thấy Sai Tuệ đứng trước cửa nhà, Yến Như có một chút hoảng loạn, cơ miệng cứng lại. Cổ họng dường như có thứ gì đó chắn ngang, mai mới thốt ra thành lời. Cô đến đây làm gì vậy? Tất nhiên là đến đây để thăm cô rồi. Nghe nói là cô đang mang thai con của anh tôi. Tôi có mua chút quà đến bồi bổ cho cháu mình đây. Sai Tuệ vừa nói, vừa đưa giỏ trái cây mới mua Sam trước mặt của Yến Như. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Sai Tuệ, tim cô cứ đập liên hồi, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Đẩy giỏ trái cây trên tay Sai Tuệ sang một bên, Yến Như nói. Cô không cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa chúng ta không thân thiết gì cả, mời cô về cho. Sao lại không thân thiết? Thế chẳng phải là cô vẫn luôn muốn làm chị dâu của tôi à? Bây giờ trong bụng của cô lại còn mang thai con của anh tôi.
Với cương vị là một người cô, tôi phải đến thăm cháu của mình chứ. Tôi đã cất công mua trái cây đến đây rồi, thế để tôi vào gọt cho cô ăn nhé. Dứt lời, Giai Tuệ đẩy Yến Như sang một bên, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Yến Như thấy như vậy thì vội vàng đi theo. Hai người đi đến phòng khách. Giai Tuệ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, lấy dao gọt hoa quả. Còn Yến Như đứng nhìn cô, miệng thì không ngừng xua đuổi. Cô mau ra khỏi nhà cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Giai Tuệ nhìn Yến Như với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Mà sao bỗng nhiên lại đi kiện em dâu của mình như vậy? Và lại thì tôi có 4 năm học ngành luật. Cô không cần dạy tôi về những điều đó. Mà tội phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, có quan hệ với người đã có gia đình, hình như là trong bộ luật hôn nhân và gia đình có quy định xử phạt thì phải đấy. Thế có cần tôi đọc cho cô nghe không? Giai Tuệ nhướng mày nhìn Yến Như. Nhắc đến luật pháp, cô là người hiểu rõ, bởi vì cô làm trong ngành này đã lâu năm. Vậy nên tốt nhất không nên lấy luật pháp ra để dọa cô. Yến Như tức giận đến nỗi không nói nên lời. Cô ta đành ngậm miệng ngồi xuống, tiếp chuyện với vị khách không mời. Gọt xong trái cây rồi bày ra đĩa, Giai Tuệ lấy một miếng xoài đưa cho Yến Như rồi nói. Cô ăn đi. Tôi nghe nói là phụ nữ mang thai thường rất thèm những thứ này đấy. Yến Như cảm giác thận trọng, liền lấy miếng xoài từ tay của Giai Tuệ. Cô ta xem xét mọi thứ thật kỹ lưỡng để đảm bảo bên trong không có độc rồi mới dám ăn. Vừa cắn một miếng, mặt mày của Yến Như đã nhăn nhó lại. Cô ta vội vứt miếng xoài sang một bên rồi kêu than. Ôi, sao mà nó chua vậy? Ôi, tự cô không ăn được chua à? Phụ nữ mang thai rất thích đồ chua đấy. Hay là cô mang thai giả vậy? Yến Như câm nín không nói được lời nào. Nhận ra bản thân đã mắc bẫy của Giai Tuệ. Vốn dĩ thì cô ta không hề mang thai. Qua thử thai kia chỉ là công cụ để gạt người. Không ngờ hôm nay Giai Tuệ lại nắm thóp như vậy. Thái độ ngập ngừng cùng với ánh mắt né tránh người đối diện khiến Giai Tuệ có thể khẳng định Yến Như đang nói dối về việc mang thai. Hiểu ra mọi chuyện, Giai Tuệ hạ con dao xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi nói. Cô có biết hậu quả khi dám phá hoại gia đình của người ta là như thế nào không? Yến Như sợ hãi nhìn Giai Tuệ, hai tay cô ta bấu vào ghế sofa như đang cố giữ lại một chút bình tĩnh. Giọng nói run rẩy nhưng mà vẫn tỏ ra bình ổn. Tôi không hề phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai. Tôi chỉ là giành lại những gì thuộc về mình thôi. Không có bất kỳ thứ gì trong trần gian thuộc về loài người đê tiện như cô, bao gồm cả anh tôi. Tại sao không? Chỉ dù cô không vô dụng, thì anh Phong đã không ra ngoài tìm phụ nữ khác. Nếu như cô ta biết chiều chuộng chồng mình thì mọi chuyện đâu đến mức này. Tất cả là lỗi của cô ta. Để chồng ra ngoài ngoại tình thì còn phải xem lại bản thân của mình trước. Bằng chứng nào cô lại dám nói anh trai tôi ngoại tình? Chẳng gì, anh ấy đã lên giường với cô. Có bằng chứng không mà nói. Cô muốn bằng chứng thì cứ về hỏi chị dâu yêu quý của mình đi. Tôi không có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng cho cô. Nhân tiện nói luôn với cô. Cô bảo với cô ta, nếu như không giữ chồng cẩn thận thì có ngày sẽ bị tôi cướp mất đấy. Yến Như nói với giọng điệu đầy thách thức, thái độ của cô ta lại càng khiến cho Giai Tuệ tức giận. Giai Tuệ thở gấp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không được. Cô ta không những bịa đặt chuyện Đình Phong qua lại với mình, mà lại còn dám lên mặt thách thức chính thức. Giai Tuệ nắm chặt tay thành hình quả đấm. Cô nghĩ con em 4 năm học trên giảng đường, cách kiềm chế cảm xúc đã không còn. Giai Tuệ đứng dậy trừng mắt nhìn Yến Như gằn giọng rồi nói. Con đàn bà đê tiện này, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cái giá phải trả khi mà dám chen chân vào gia đình của người khác. Cảm nhận được chuyện chẳng lành, Yến Như lập tức lùi về sau rồi lắp bắp nói. Cô định làm gì? Làm gì sao? Giai Tuệ cười khinh. Chặt đứt đi cái đuôi hồ ly của mày chứ làm gì nữa. Dứt lời thì Giai Tuệ túm tóc của Yến Như, đẩy ngã cô ta xuống đất. Bị va đập mạnh,
Yến Như loạng choạng nhưng mà vẫn cố gắng chạy thoát. Không ngờ Sai Tuệ nhanh tay kéo cô ta đứng dậy, lôi thẳng một mạch xuống nhà bếp. Yến Như vùng vẫy rồi la hét: "Con điên này, bỏ tao ra, mau bỏ ra. Hôm nay tao phải sửa lại cái nhân cách thối nát của mày, để sau này không dám đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nữa." Kéo Yến Như xuống bếp, Sai Tuệ lấy vòi nước trong bồn chuyển sang chế độ lạnh, rồi tạt nước vào người của Yến Như. Cô ta điên cuồng la hét, vùng vẫy, nhưng mà không làm được gì cả, chỉ bên chịu đựng từng gáo nước đổ vào người. Sau khi nhìn thấy người Yến Như ướt nhẹp, Sai Tuệ mới dừng tay. Cô hất tay Yến Như ra khỏi người mình, khiến cô ta vô lực ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Sai Tuệ còn tiến đến chỗ đằng sau, lấy ra một con dao nhỏ, từng bước tiến lại gần Yến Như. Nhìn thấy con dao trên tay của Sai Tuệ, Yến Như bất giác lùi về sau. Trải qua một trận đánh cảnh cáo, cô ta thân tàn ma dại. Bây giờ lại thêm con dao khiến tinh thần lại càng hoảng loạn. Mày định làm gì? Sai Tuệ cúi người xuống, đưa con dao kề sát mặt Yến Như, nở ra nụ cười đầy quỷ dị. Cô nghĩ thế nào nếu như gương mặt xinh đẹp này có thêm một vết sẹo nhỉ? Mày đừng có dọa người. Nếu như mày làm thật, tao sẽ báo công an đấy. Cứ việc báo đi. Từ trước đến nay tôi chưa sợ điều gì cả. Cứ báo đi, tôi hầu tòa. Yến Như tái xanh mặt mày khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Sai Tuệ. Lúc này cô ta mới nhận ra bản thân đã động sai người. Không còn cách nào khác để bảo vệ bản thân, Yến Như quỳ xuống van xin Sai Tuệ. Xin cô đừng làm như vậy. Tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy gia đình nhà tỉnh nữa. Tôi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Đình Phong, hay làm bịa đặt chuyện tôi và Đình Phong nữa. Xin cô, hãy tha cho tôi đi. Làm ơn đấy. Sai Tuệ nở ra nụ cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy Yến Như van xin dưới chân của mình. Cô ném con dao trên tay sang một bên, bóp mạnh cằm của Yến Như. Đôi mắt trừng lên đáng sợ, gằn giọng nói: "Đây là lời cảnh cáo của tôi đối với cô. Nếu như cô còn tiếp tục dừng chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình của anh tôi, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hy vọng là cô có thể giữ đúng lời hứa. Nên nhớ, Trần Sai Tuệ này cái gì cũng dám làm đấy." Dứt lời thì Sai Tuệ phủi tay chỉnh sửa lại quần áo, tiến đến phòng khách lấy túi xách rồi rời đi trong hả hê. Yến Như thì vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Cô ta ngồi co ro một góc gào thét, đập phá đồ đạc trong căm hận tủi hờn. Nhưng mà dù cô ta tức giận đến mức nào thì cũng không có cơ hội quay lại Trần gia một lần nữa. Bệnh viện Bác Ái. Dạo gần đây Nhã Tịnh cảm thấy trong người có nhiều hiện tượng lạ. Cô thường xuyên khó chịu trong người, cứ ngửi thấy mùi tanh thì lại buồn nôn. Không những thế, còn ăn rất nhiều đồ chua. Ngoài ra thì cô còn hay đau đầu, mặc dù trước đây chưa từng mắc những triệu chứng như thế này bao giờ. Cuối cùng vì không thể nào chịu đựng được, cô đành phải đến bệnh viện kiểm tra. Do đã hẹn gặp từ trước, Nhã Tịnh đi thẳng đến phòng bác sĩ trưởng khoa. Cô gõ cửa ra hiệu rồi đẩy cửa bước vào trong. Lần này thì bác sĩ trưởng khoa được thay thế bằng một người khác, còn bác sĩ Trọng đã bị cắt chân từ 2 tháng trước. Bác sĩ Hương ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, bắt đầu nói: "Tôi đã nghe qua những triệu chứng của cô qua điện thoại, và tôi cũng đoán được bệnh cô đang mắc phải là gì." Nhã Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ chỉ bằng một cú điện thoại mà bác sĩ có thể đoán ra như vậy. Cô sốt sắng hỏi: "Vậy tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ?" Bác sĩ Hương mỉm cười đáp: "Chúc mừng cô nhé, cô đang mang thai đấy." Nhã Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, vừa mừng lại vừa bất ngờ. Bác sĩ nói thật sao? Tôi đang mang thai á?" "Đúng như vậy. Bởi vì cô mang thai lần đầu thế nên không nhận ra. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người mà các triệu chứng mang thai sẽ khác nhau. Có thể là khi có những triệu chứng này thì cô nghĩ là mình mắc bệnh khác. Nhưng mà cô yên tâm, tôi có thể khẳng định cô đang mang thai. Chúc mừng cô nhé." Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bây giờ thì cô có thể đến khoa phụ sản để khám sức khỏe và xem tình hình thai nhi. Dạ vâng ạ. Nhã Tình mỉm cười cúi đầu cảm ơn bác sĩ lần nữa, rồi quay người ra khỏi phòng theo hướng dẫn mà đến khoa phụ sản. Sau khi khám xong, Nhã Tình rời khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Đi dòng con đường nhỏ trên vỉa hè, trong đầu của cô có nhiều suy nghĩ mông lung. Bây giờ cô đang mang thai, đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải, nhưng mà trong lòng thì vẫn có nhiều lo âu. Cô nghĩ về chuyện của bản thân và Đình Phong. Cô tự hỏi liệu rằng sau khi biết mình được làm bố, anh có thay đổi bản thân hay là vẫn chứng nào tật nấy. Bản chất con người là thứ khó mà thay đổi. Cô chỉ sợ là con của mình sau này sẽ chịu khổ. Cất tờ giấy xét nghiệm vào túi, Nhã Tình bắt một chiếc taxi trở về nhà. Mất khoảng tầm 20 phút đi đường, cuối cùng thì cũng đến nơi. Nhìn vào gara, đôi mắt của cô ánh lên vài tia thất vọng. Ngày hôm qua cô đuổi anh khỏi nhà, bố mẹ thì cũng không cho anh vào nhà. Thì không biết làm cả đêm qua anh đã đi đâu, hay là bây giờ đang ở nhà cô nào rồi. Nhã Tình thở dài một tiếng, lắc đầu đầy ngao ngán, rồi bước vào nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, tuy chỉ mới chuyển đến căn nhà này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà hai người đã có nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau. Giờ đây khi ngắm nhìn nó thì cô lại cảm thấy trống trải, cô đơn và vắng lặng. Nhã Tình lê đôi chân nặng nhọc của mình từng bước tiến về phía cầu thang. Hôm nay cô không muốn làm gì ngoài việc nghỉ ngơi, có lẽ nên để đầu óc thoải mái hơn. Gần 9 giờ tối, Nhã Tình ăn tạm vài món trong tủ lạnh rồi ngồi trên ghế sofa đợi Đình Phong trở về. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 9 giờ nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Điện thoại đã gọi đến cuộc thứ 5 nhưng mà thứ cô nghe thấy làm thuê bao. Nhã Tình bất giác đưa tay xuống bụng xoa nhẹ vài cái. Bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, nhận ra đó là xe của anh, cô mỉm cười đứng dậy tiến về phía cửa. Vừa định đưa tay mở cửa thì cô lập tức rụt tay lại. Phía bên kia cánh cửa gỗ lớn, giọng nói của anh vang lên. Vợ ơi, anh về rồi. Anh còn mua món gà tần mà vợ thích đấy. Vợ à, mở cửa cho anh đi. Nhã Tình ho lên vài tiếng nghiêm giọng. Anh về nhà làm gì vậy? Sao không đến chỗ Yến Như của anh đi, mà mang luôn cả con gà tần đến đó đi. Ở kìa, nhà anh ở đây cơ mà, anh còn đi đâu được nữa. Và lại anh mua cho vợ cơ mà. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Đình Phong liên tục gõ cửa, ngữ điệu nài nỉ đến đáng thương. Vợ ơi, nghe anh giải thích đi mà. Anh và cô ta thực sự không có qua lại với nhau. Hôm đó anh đến nhà một người bạn tổ chức liên hoan thì vô tình gặp. Cô ta nhờ thay anh giúp đỡ thôi. Anh hoàn toàn trong sạch. Làm sao mà tôi có thể tin anh được? Anh lừa tôi biết bao nhiêu lần rồi. Đình Phong nghe như vậy lập tức lấy điện thoại gửi cho cô tấm ảnh ăn liên hoan nhà bạn đêm hôm đó. Nhã Tình nhận được tin nhắn liền mở ra xem. Quả thật làm tấm hình này chụp vào ngày hôm đó, trùng khớp với ngày anh đến nhà Yến Như. Có điều sự hoài nghi trong lòng của cô vẫn không hề thuyên giảm. Cô chất vấn. Thế còn mùi nước hoa trên áo của anh hôm đó thì sao? Mùi nước hoa nào nhỉ? Đình Phong suy nghĩ một hồi rồi lên một tiếng gió to. À, chai nước hoa đó anh mua tặng mẹ. Lúc vào cửa tiệm thì nhân viên cho anh ngửi thử. Mẹ có thể làm chứng mà. Nghe những lời giải thích của Đình Phong, Nhã Tình chỉ im lặng không đáp. Còn anh thì vẫn đứng bên ngoài chờ đợi câu trả lời từ cô. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Đã gần 10 phút nhưng mà không thấy hồi âm. Không còn cách nào khác, Đình Phong lại tiếp tục năn nỉ. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà. Nếu không thì con gà này sẽ nguội mất đấy, ăn không ngon đâu. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Từ bây giờ anh sẽ không gần những người con gái khác nữa. Đời trai trong trắng cũng đã trao cho em rồi, em đành chối bỏ trách nhiệm sao? Anh thề có trời đất chứng giám, anh giữ gìn sự trong sạch suốt 27 năm và em là người đầu tiên của anh đấy. Ngoài ra thì không còn ai khác cả. Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi.
Anh biết việc mình đối xử tốt với những cô gái xung quanh khiến em khó chịu, cũng làm cho họ hiểu nhầm anh có tình cảm với họ. Nhưng anh đảm bảo là ngoài em ra thì anh không yêu bất kỳ ai cả. Mà một phần lỗi cũng do họ đấy chứ. Tại anh đẹp trai quá mà. Tốt bụng đối xử tốt thì cứ sáp vào rồi ảo tưởng chứ anh có làm gì sai đâu. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà. Vợ! Đình Phong vừa nói vừa đập tay vào cửa. Bất chợt cánh cửa đột ngột mở ra. Nhã Tịnh nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn thấy cô, anh vừa lao đến ôm chầm vào lòng. Nhưng mà rồi nhận lại sự hắt hủi từ cô. Vợ ơi, cho anh vào nhà nhé. Anh dè dặt hỏi, cô không đáp, chỉ gật đầu một cái. Anh mừng rỡ định ôm lấy cô thì liền nhận lại cái liếc mắt nên đành thôi. Vào trong nhà, anh đặt vội món gà tần xuống, bày biện ra bàn rồi nói. Anh đã phải đi một quãng đường rất xa để mua cho vợ đấy. Vợ mau ăn đi, ăn lúc nóng thì mới ngon được. Nhã Tịnh không để tâm đến món ăn mà anh mua. Điều cô cần bây giờ làm sự thật, không chỉ cho cô mà còn cho đứa con trong bụng của cô sau này. Cô tiến lại gần ngồi xuống kế bên anh, nghiêm túc hỏi. Anh và cô ta thực sự không có gì sao? Anh dừng lại hành động đang làm, quay sang đối diện với cô rồi nói. Thật sự là không có gì cả. Vậy còn những cô gái trước đây thì sao? Anh qua lại với nhiều người như vậy, thì làm sao tôi có thể tin là sau này anh không như thế? Anh biết. Bây giờ anh có thể thì em vẫn nghi ngờ. Nhưng mà anh chắc chắn những cô gái anh từng quen trước đây chưa một lần đi quá giới hạn. Anh chỉ làm giúp họ cởi áo. Cái gì? Không. Ý anh là làm giúp họ những chuyện họ nhờ thôi. Ngoài ra tuyệt đối không hề động vào người của họ. Anh hoàn toàn trong trắng cho đến khi gặp em đấy. Thế còn những cô gái làm việc trong nhà mình trước đây thì sao? Để không phải anh từng nói bản thân đã từng qua lại với mấy cô đó à? Nếu như anh nói anh bị mấy người đó dụ dỗ thì em có tin không? Nhã Tịnh nhau mắt đầy nghi ngờ. Ai mà tin được mấy lời nói đó? Có khi là anh đi dụ ngược lại người ta thì đúng hơn ấy. Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Anh bị họ dụ dỗ thật đấy. Mà tại bác lòng cứ nghĩ là anh dụ dỗ họ thôi. Anh cũng có cái giá của anh chứ. Nhìn thái độ của Đình Phong, Nhã Tịnh không nhìn được, bật cười. Chuyện của Yến Như, Sai Tuệ đã giải quyết xong. Chính miệng cô ta cũng khai rằng bản thân bịa đặt chuyện hai người qua lại nên cô có thể yên tâm. Hơn hết, điều quan trọng cô cần nghĩ đến bây giờ là đứa con trong bụng. Cô muốn con mình sinh ra có đủ cả bố và mẹ. Muốn nó có một tuổi thơ trọn vẹn. Sự im lặng của Nhã Tịnh lại càng khiến Đình Phong bối rối. Anh nói. Anh chỉ nói dối em một lần. Đó là giả vờ mất trí nhớ để bảo vệ em. Ngoài ra anh có thể khẳng định bản thân chưa một lần làm chuyện gì có lỗi với em cả. Nhã Tịnh nhìn Đình Phong một lượt rồi lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đưa cho anh rồi nói. Xem đi. Đình Phong nhận lấy tờ giấy từ tay của Nhã Tịnh, cẩn thận xem xét từng chút một. Hai mắt của anh mở to, vẻ mặt ngạc nhiên đến vui sướng. Ôi! Vợ, em đang mang thai à? Đúng như vậy. Ôi, thế là anh sắp lên chức bố rồi. Đình Phong vui sướng ôm chầm lấy Nhã Tịnh. Có lẽ em chẳng có lời nói nào có thể miêu tả hạnh phúc của anh lúc này. Nhã Tịnh mỉm cười. Ban đầu cô còn lo lắng về chuyện mang thai. Còn bây giờ khi nhìn thấy thái độ của anh thì suy nghĩ đã thay đổi hẳn. Bây giờ anh sắp làm bố rồi. Vậy nên đừng làm em và con thất vọng đấy. Anh sẽ không để em và con chịu khổ đâu. Nhã Tịnh tựa đầu vào ngực của Đình Phong, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến. Không biết bao nhiêu lần cô phải hối hận vì sự lựa chọn của mình. Đã từng có lúc bản thân muốn buông xuôi, không thể tiếp tục. Nhưng mà dù có sai bao nhiêu đi chăng nữa thì quyết định bên anh vẫn là điều cô không bao giờ hối hận. Đình Phong áp sát tai vào bụng của cô, vừa xoa vừa nói. Ôi, con của bố mau lớn nhá. Sau này phải làm đồng minh của bố đấy, chứ mẹ bắt nạt bố quá mà. Này, ai bắt nạt ai vậy? Thì vợ bắt nạt anh nên anh mới phải tìm đồng minh. Thế con mau lớn nhá. Nhưng mà vợ phải sinh con gái, không được sinh con trai đâu đấy. Tại sao? Sinh con gái mới dễ nuôi.
sinh con trai sau này nó cướp vợ của anh thì sao? Tào lao. Nhã Tịnh bật cười đánh vào người của Đình Phong vài cái, còn anh thì vẫn toe toét áp sát vào bụng của cô, nói mấy câu bông đùa với con. Đối với cô, anh có thể là một người không hoàn hảo, luôn có nhiều phụ nữ bên cạnh. Anh đối xử tốt với họ, thậm chí khiến họ nghĩ anh có tình cảm với mình, rồi gây hiểu nhầm. Nhưng mà cô hiểu rõ, anh vẫn luôn giữ giới hạn, bởi vì nếu như anh không làm như vậy thì cô đã không đi cùng anh đến bây giờ. Tình yêu cần sự tin tưởng, đặt đúng chỗ sẽ là chân ái, đặt sai chỗ sẽ là thoáng qua. Và cô tin bản thân đã trao niềm tin đúng người. Đành Phong ôm Nhã Tịnh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô rồi nói. Chúng ta hãy quên đi quá khứ. Tiền anh nhé, anh sẽ cho em một mái nhà. Ngoài chuyện một, 7 năm sau, sân bay quốc tế. Nhã Tịnh kéo chiếc vali bước ra từ sân bay. 3 tháng qua, cô sang Mỹ để chăm sóc bố của mình. Từ sau cuộc nói chuyện với ông ngoại, cô mới biết bố mình bị ung thư và đang điều trị tại Mỹ. Giải quyết xong công việc ở đây, cô mới bay sang chăm sóc cho bố. Có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi bên Mỹ đủ để cô hiểu rõ nhiều chuyện. Cầm Như quả thực không phải con gái ruột của bố cô, mà làm con riêng của bà Lệ. Năm đó bố cô sang ngoài có quan hệ bất chính với bà ta, rồi bị bà ta bắt đổ vỏ mà không hề hay biết. Sau ngần ấy năm mới nhận ra bản thân nuôi con của người khác, đối xử tệ bạc với vợ con mình, và rồi đến cuối đời phải sống trong căn bệnh ung thư quái ác, ngày qua ngày chịu đựng đau đớn và chờ đợi cái chết. Đây chính là cái giá mà bố cô phải trả. Mẹ con bà Lệ và Cẩm Nhi sau khi bị phát hiện thì liền bị đuổi khỏi Lý gia với hai bàn tay trắng. Suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng mưu hèn kế bẩn chỉ để lấy tài sản, rồi đến phút cuối mất tất cả, có tiếng mà không có miếng. Lúc Nhã Tịnh sang Mỹ chăm sóc cho bố, ngày nào thì ông cũng xin lỗi cô rồi nói mấy câu có lỗi với mẹ cô. Nhưng mà tất cả đã quá muộn. Mẹ cô giờ đây đã mất, cho dù ông có xin lỗi hàng nghìn lần thì cũng không thể nào thay đổi được gì. Mặc dù trong lòng hận ông, nhưng mà cô vẫn ở lại chăm sóc cho ông để làm tròn trách nhiệm của một người con. Ông ngoại cũng nói với cô, dù có ra sao thì ông ta vẫn là bố cô. Khi bố còn sống, hãy cứ làm những gì bản thân có thể để sau này khi nhìn lại thì không phải hối hận. Gió chiều lành lành, Khem khéo léo luồn vào trong quần áo. Nhã Tịnh kéo kín áo gió trên người, đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ mới lên trong thành phố. Ở phía xa, có hai người đàn ông đang đứng đợi cô. Nhã Tịnh mỉm cười rồi nhanh chân bước về phía họ. Vừa đến nơi, một cậu nhóc 6 tuổi chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhã Tịnh để vali sang một bên, cúi người ôm cậu lên rồi hôn lên má một cái. Bòn bon của mẹ, 3 tháng rồi không gặp con, thế con có nhớ mẹ không? Bòn bon gật đầu lia lịa rồi đáp. Dạ, nhớ lắm mà. Mẹ không có ở nhà, bố toàn bắt nạt con cả thôi. Toàn cho con ăn cơm với rau, không có miếng thịt nào cả. Đình Phong nghe như vậy ấm ức kêu oan. Oắt con này, bố cho mày ăn toàn cao lương mỹ vị vậy mà lại còn chê. Tớ có thấy mách lẻo không? Bòn bon lè lưỡi trêu chọc bố rồi quay sang ôm chặt lấy cổ của cô. Đành Phong tức giận đành chỉnh đốn một bài thì Nhã Tịnh lên tiếng. Thôi muộn rồi, chúng ta mau đến nhà bố mẹ, đừng để mọi người đợi. Anh biết rồi. Đành Phong tiến lại gần cho Nhã Tịnh, thẳng tay đặt bòn bon xuống đất rồi đưa chiếc vali vào tay của nó. Còn anh thì bế cô lên tay. Nhã Tịnh tròn xoay mắt ngạc nhiên. Ôi, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Cứ mặc kệ người ta. Đình Phong vẫn cứ như vậy, ấm cô xả xe rồi mặc kệ cậu con trai 6 tuổi với chiếc vali to đùng. Ngồi yên vị trí trên ghế lái, anh hạ cửa kính xuống nói vòng ra. Này, thế con mà không lên xe thì bố cho con ở đấy luôn đi nhá. Nhưng mà to thế này sao mà con mang được? Ăn nhiều nhất nhà, thế mà không mang được thì sau này làm được trò chống gì nữa? Thế bây giờ có đi không đây? Vâng, con biết rồi. Đúng là ông bố xấu xa. Này, bố nghe thấy rồi đây nha. Nhã Tịnh thấy như vậy thì xót con đánh vào người của anh vài cái. Anh để thằng bé kéo vali nặng như vậy thì làm sao mà nó làm được?
Em yên tâm, con mình thông minh lắm, nó tự biết cách giải quyết. Đúng thật là Bon Bon rất thông minh, vì nó không thể nào tự đưa chiếc vali đó lên xe, mới chạy lon ton đi nhờ người giúp đỡ. Sau một hồi loay hoay thì nó cũng lên xe ngồi hàng ghế sau. Nó xì mặt lườm bố mình một cái rồi không nói năng gì cả. Đành Phong nở ra nụ cười đắc chí, nhấn chân ga rời đi. Cứ tưởng là sinh con thì sẽ có thêm đồng minh, nào ngờ đâu lại thêm một kẻ thù. Không những vậy, ông oắt con này lại còn rất tinh danh. Suốt 3 tháng nhà tỉnh không có ở nhà, Bon Bon nhân cơ hội quậy phá hại anh, bị ông Phú mắng không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần bày trò xong thì nó lại bày ra vẻ mặt đắc chí, trêu chọc anh. Lần này có cơ hội trả đũa, nhất định phải tận dụng. Cả ba người đến Trần gia dùng bữa. Là bữa cơm gia đình, cũng là bữa cơm đón Nhã Tịnh trở về. Bước vào trong nhà, ai nấy đều vui mừng khi nhìn thấy cô. Có vẻ như sau 3 tháng không gặp, mọi người đều háo hức đợi ngày cô về. Bà Hằng đi đến ôm châm lấy cô rồi nói. Mừng con trở về. Mới đi có 3 tháng thôi mà trông người gầy dốc thế này. Mà lần này về thì nhất định phải bồi bổ đấy. Cô cười gượng. Dạ vâng, con vẫn vậy mà mẹ. Một cô nhóc từ trên lầu chạy xuống mỉm cười nói. Cháu chào bác. Hóa ra đó là bé Linh, con gái của chị Viễn và Sai Tuệ. Sau khi Bon Bon được 1 tuổi, chị Viễn và Sai Tuệ cũng chính thức làm đám cưới. Hiện tại họ đã có với nhau một đứa con gái rất xinh đẹp. Hôm nay gia đình đều có mặt đông đủ, có ông ngoại, bố mẹ, bác Long và gia đình chị Viễn. Gặp được cô, Sai Tuệ mừng rỡ. Hai chị em cứ xích lại gần nhau nói chuyện không thôi. Ông ngoại thì vui mừng bởi vì cuối cùng cô cũng chấp nhận qua Mỹ, ngần ấy thời gian để chăm sóc cho bố mình. Khung cảnh gia đình đầm ấm vui vẻ. Ông Phố đưa mắt nhìn đồng hồ, thầy đã muộn liền lên tiếng. Mọi người, vào ăn cơm thôi. Chắc là Nhã Tịnh cũng đói rồi đấy. Tất cả đều gật đầu đồng ý rồi cùng nhau xuống nhà bếp. Không khí đầm ấm tràn ngập căn phòng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng thì họ cũng có được những giây phút hạnh phúc. Bữa cơm gia đình kéo dài hơn 1 tiếng. Dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì họ lại ra phòng khách, ngồi quây quần bên nhau, nói chuyện xôm xả. Đến khi nhận ra thì cũng đã gần khuya. Mọi người bắt đầu chia tay nhau trở về. Đình Phong lại tiếp tục làm tài xế riêng cho hai mẹ con. Về đến nhà, Nhã Tịnh vội vàng lên phòng tắm rửa cho thoải mái. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Đình Phong và Bon Bon. Hai người ngồi đối diện với nhau, mặt mày thì đằng đằng sát khí, tay khoanh trước ngực, thái độ không mấy vui vẻ. Đình Phong ho lên vài tiếng bắt chuyện. Bây giờ mẹ về rồi, hai bố con mình nói chuyện như những người đàn ông đi. Từ trước đến nay con vẫn luôn nói chuyện với bố như những người đàn ông trưởng thành mà. Thằng bé đáo đề thật đấy, mà có tí tuổi đầu đã trả lời cứng rắn như vậy. Đình Phong cũng không kém cạnh, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thế tối nay con muốn ngủ ở đâu? Con sẽ ngủ với mẹ. Không được. Đình Phong kịch liệt phản đối, anh nói tiếp. Con lớn rồi, phải ngủ riêng đi, không được ngủ cùng với bố mẹ nữa. Không thích, con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi. Cái thằng này. Đình Phong tức giận muốn cú vào đầu của Bon Bon một cái để nó chừa cái tật tranh sủng, nhưng mà rồi vẫn phải kiềm chế. Anh từ tốn hỏi. Thế bây giờ Bon Bon muốn có em không? Bon Bon gật đầu đáp. Tất nhiên là có. Có thêm em thì con sẽ có thêm đồng minh. Nếu như vậy thì con phải sang phòng khác thì mới có em được. Bố à, bố vô lý vừa thôi. Chuyện con ngủ ở đâu thì có liên quan gì đến việc có em đâu. Tất nhiên là có liên quan. Mày ngủ ở phòng bố, làm vần kỳ đà cằn mũi thì làm sao mà bố làm nên cơm cháo gì được. Mà nói tóm lại là hôm nay, à không, từ bây giờ trở đi, con ngủ phòng riêng đi. Bon Bon chỉ nghe không đáp. Nó trầm ngâm một hồi hệt như đang suy nghĩ. Đột nhiên nó đứng phắt dậy rồi nói. Còn lâu, con mới nghe lời bố, liều liều. Nó lè lưới trêu chọc anh rồi nhanh chân chạy lên trên lầu. Đình Phong tức muôn xì khói rồi cũng đi theo Bon Bon. Vào trong phòng, anh đã nhìn thấy nó ngồi chém chề trên chiếc giường của hai người. Đúng lúc này, cô từ trong nhà tắm bước ra. Thấy Bon Bon xuất hiện ở đây, cô hỏi.
Muộn rồi sao con không đi ngủ đi? Hôm nay con ngủ với mẹ được không? Lại làm tuyệt chiêu ánh mắt đáng thương. Mỗi lần Bon Bon làm trò ấy là y như rằng đêm đó anh thất sủng. Nhà Tành ngồi lên giường, ôm Bon Bon vào lòng rồi nói. Tất nhiên là được rồi. Như vậy thì con sẽ nằm giữa bố và mẹ để tránh trường hợp có thú dữ muốn rình rập ăn thịt thỏ con. Bon Bon vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Đình Phong, hệt như đang ám chỉ anh vậy. Đình Phong đứng khoanh tay trước ngực, cười không ra tiếng, miệng lẩm bẩm. Sinh được thằng con mắt lỏng ghê. Thưa Đình Phong đứng im tại chỗ, Nhã Tịnh lên tiếng. Thằng con không mau tắt đèn đi, em mệt lắm rồi đấy. Anh biết rồi. Đình Phong với tay tắt điện, rồi lững thững tiến đến phía giường. 3 tháng không gặp vợ, anh thật sự rất nhớ cô, chỉ muốn hai người có không gian riêng. Thế nhưng mà cuối cùng lại bị con kỳ đà mang tên Bon Bon chen chân vào. Trong đêm tối, anh nghe được tiếng thì thầm bên tai. Con sẽ không để bố làm chuyện xấu đâu. Để bố xem mày làm được gì đây. Hai bố con nhìn nhau mỉm cười rồi quay lưng về phía nhau. Mạnh ai nấy ngủ. Đình Phong nghĩ nếu như cứ tiếp tục để Bon Bon ở nhà thì chắc chắn là anh sẽ không thể nào lại gần Nhã Tịnh. Thế rồi trong đầu bỗng chốc nảy ra một ý tưởng. Khóe môi Đình Phong khẽ cong lên, nở ra nụ cười đầy đắc ý. Sáng hôm sau như thường lệ, Đình Phong chở Bon Bon đến trường học rồi đến công ty để làm việc. Còn Nhã Tịnh ở nhà tiếp tục công việc thường ngày. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, một ngày êm đềm không sóng gió. Buổi chiều, Đình Phong tan làm sớm hơn mọi khi, rồi vội vàng lái xe đến trường đón Bon Bon. Đứng trước cổng trường nhìn thấy bóng dáng xe của bố, Bon Bon nghĩ trong đầu, chắc chắn đây là một âm mưu, bởi vì không bao giờ Đình Phong đến đón nó vào buổi chiều. Anh bước xuống xe cẩn thận mở cửa cho Bon Bon đi vào. Từ ngữ điệu đến hành động đều vô cùng khác thường. Đi được một quãng đường xa, Bon Bon mới lên tiếng. Bố à, bố đang âm mưu gì có phải không? Đình Phong lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Bố làm gì có âm mưu gì đâu, chỉ là hôm nay có một chút chuyện vui thôi. Bon Bon nheo mắt đầy nghi ngờ rồi không nói gì thêm. Khoảng tầm 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước nhà ông Huân. Nhìn thêm nhà cụ ngoại, Bon Bon thắc mắc. Sao bố đưa con đến đấy? Hôm nay thì con sẽ ở nhà cụ ngoại. Cái gì? Tại sao? Bởi vì cụ ngoại muốn được chơi với con, nên bố đưa con đến đấy. Còn mà bố muốn ở một mình với mẹ thì đúng hơn ấy. Con không xuống. Con không xuống thì kệ con. Lát nữa, sẽ có người đến đưa con đi. Sao cơ? Bon Bon chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đằng sau, hai người vệ sĩ lực lưỡng bước đến đứng trước cửa xe, chỗ Bon Bon ngồi. Đình Phong nhấn khóa mở cửa xe. Họ lôi Bon Bon ra khỏi xe, rồi giữ chặt nó trong tay, mặc cho nó đang không ngừng vùng vẫy. Bỏ tôi xuống! Tôi muốn về nhà với mẹ, bỏ xuống! Đình Phong cau mày nghiêm giọng. Mẹ là của bố, không đến lượt mày đâu. Phiền hai người đưa nó vào trong nhà giúp tôi. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Hai người vệ sĩ gật đầu nhận lệnh rồi đưa Bon Bon đi. Bon Bon bị đưa đi một cách bất đắc dĩ. Nó nhìn bố nó bằng ánh mắt đầy tức giận, miệng thì không ngừng quát tháo. Bố xấu xa, con ghét bố. Tạm biệt con trai. Đình Phong với tay chào tạm biệt rồi lái xe trở về nhà trong vui sướng. Mất hơn 20 phút đi đường. Vừa bước vào nhà, anh đã vội vàng chạy vào bếp tìm cô. Nhìn thê bóng sáng cô, anh tiến đến ôm lấy từ đằng sau. Vợ ơi, anh về rồi đấy. Nhã Tịnh mỉm cười nói. Anh về rồi à? Thế Bon Bon đâu? À, Bon Bon hôm nay ở nhà ông ngoại. Sao lại như thế? Thì anh thê ông ngoại thích chơi với nó nên đưa nó sang đấy một hôm. Nhã Tịnh quay đầu lại nhìn anh, nhau mắt đầy nghi ngờ. Là kế hoạch của anh có phải không? Đình Phong giả vờ vô tội rồi ngây ngô đáp. Kế hoạch gì? Anh chỉ muốn tình cảm của Bon Bon và ông ngoại thêm thân thiết thôi. Em đúng thật là... Sao? Thì mấy tháng nay anh phải ăn chay, thèm thịt quá. Đình Phong còn chưa nói hết câu, Nhã Tịnh đã hiểu ý. Cô kịch liệt phản đối. Không được,
Em không muốn. Nhưng mà muộn rồi. Dứt lời thì anh hôn lên cánh môi mềm của cô, rồi sau đó bàn tay thon dài hành xử, cởi bỏ toàn bộ chướng ngại vật trên người, chỉ để lại chiếc tạp dề mỏng manh. Anh cắn nhẹ lên vành tai của cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Cổ và xương quai xanh đều có dấu vết của tình yêu. Lúc rời đi còn để lại trên đó một vệt nước bóng loáng. Hơi thở của cô yếu dần, miệng thi thoảng phát ra những âm thanh mí miều. Hành động của anh ngày một mảnh bào, đầu óc của cô cũng vì vậy mà dần trở nên mơ hồ. Sau một hồi hoan ái như thế, Nhã Tịnh mệt nhoài gục đầu tựa vào người của Đình Phong. Mồ hôi trên trán hai người nhễ nhại. Cô phải khó khăn lắm mới có thể lấy lại hơi thở bình thường. Anh ôm cô vào lòng vuốt ve tấm lưng trần an ủi, rồi bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Đặt cô nằm kế bên rồi vòng tay ôm chặt lấy cô. Nhã Tịnh sau khi lấy lại sức liền đánh mạnh vào ngực của anh đầy phấn hút. Anh đúng thật là. Tức không phải là em đã nói anh nhẹ lại rồi sao? Bây giờ hồng của em đau quá đi mất. Anh xin lỗi. Xin lỗi vợ nhá. Tại anh không kiềm chế được ấy. Anh liên tục hôn lên môi cô coi như lời xin lỗi. Cô đợi anh xa xa lườm anh một cái rồi lại bật cười. Tự nhiên em có thai thì sao? Thì đẻ thôi, anh nuôi. Thế nếu như nó là con trai thì sao? Thì anh sẽ tiếp tục đến khi nào sinh con gái thì thôi. Này, em không phải là máy đẻ đâu nhá. Nhã Tịnh phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Đình Phong cười trừ gật đầu vài cái. Anh biết rồi. Nhưng mà anh vẫn muốn có một đứa con gái. Nếu như mình có con gái, chắc chắn nó sẽ xinh đẹp giống như em vậy. Thế anh định đặt tên con là gì? Để anh nghĩ xem nào. Đình Phong ậm ừ một lúc rồi lên tiếng. Con trai mình tên là Trần Tuấn Khải. Vậy thì con gái sẽ là Trần Ái Vi. Trần Ái Vi? Ừ. Em thích tên này đấy. Nó rất đẹp. Con gái mình sẽ đẹp giống như em vậy. Nói rồi thì hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong lòng ai nấy đều hạnh phúc. Ngoài chuyện 2, bệnh viện Bác Ái. Ở bên ngoài phòng sinh, Đình Phong và tất cả mọi người đều có mặt. Anh đi qua đi lại vài vòng, nóng như lửa đốt. Không biết làm tình hình bên trong ra sao. Mọi người ai nấy đều lo lắng. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Nhã Tịnh sinh con. Có điều lần mang thai này sức khỏe của cô yếu hơn lần đầu. Nên ai cũng hy vọng mẹ tròn con vuông. Bất chợt, từ bên trong phòng phát ra tiếng khóc trẻ con. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Bà Hằng chắp tay cảm ơn trời đất. Vì bác sĩ bước ra từ trong phòng mỉm cười nói. Chúc mừng gia đình nhé. Sản phụ đã sinh được một đứa bé rất xinh xắn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm, là bé gái. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà Hằng cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Đành đi vào thì bị ông Phú cản lại. Ông nói. Cứ để chồng nó với cả bọn Bon vào trước đi. Bà Hằng gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho hai bố con vào trong. Đình Phong và bòn bòn vui vẻ nhanh chân chạy vào cùng với Nhã Tịnh. Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô an ủi. Em làm tốt lắm, cảm ơn em nhé. Do dùng sức quá nhiều nên Nhã Tịnh chỉ cười không đáp lại. Có em thì bòn bòn vui lắm, nó cứ đứng bên cạnh chơi đùa với em mãi. Nhìn hai đứa thân thiết, hai người cũng cảm thấy vui lây. Cuối cùng thì ước nguyện của anh đã thành sự thật. Anh đã có một người con gái. Đình Phong vỗ ngực đầy tự hào. Bây giờ thì bố đã có em là đồng minh rồi. Con đừng hòng mà quậy phá nhé. Bon Bon ngẩng đầu lên bĩu môi nói. Bố đừng có mơ. Rồi con sẽ lôi kéo em về phía con thôi. Để rồi xem. Ai lôi kéo ai đây. Nhã Tịnh lắc đầu bất lực nhìn hai người. Hai bố con có trí chóe suốt ngày như vậy không thấy chán à? Hai người đồng thanh trả lời. Không chán. Nhã Tịnh thở dài một tiếng rồi nằm xuống. Cô đã quá mệt mỏi với cảnh tượng này rồi. Không biết sau này con gái của cô có tham gia cuộc đấu khẩu này không nữa. Một thời gian sau, tiếng khóc của một đứa trẻ con vang vọng khắp nhà. Nhã Tịnh nghe thấy tiếng khóc thì từ trong nhà bếp nói vọng ra. Thế lại có chuyện gì vậy? Bon Bon nhanh nhỏ đáp. Mẹ ơi, bố ăn hiếp dầu tây đấy. Nhã Tịnh thấy như thế thì lớn tiếng. Trần Đình Phong, anh có trông con đàng hoàng để tôi làm việc không vậy? Đình Phong sợ hãi đáp lại. Có, mà anh đang trông con đàng hoàng mà.
Thằng trông kiểu gì mà để con khóc như thế? Anh mà không trông được thì mời con tôi về nhà bố mẹ ở cho anh vừa lòng đấy. Ấy ấy, anh biết lỗi rồi, anh giấu con ngay. Thế là Đành Phong lật đật đi đến chỗ sâu tây số sảnh. Ôi con gái ngoan của bố, đừng khóc nữa, lát nữa bố mua cho một con búp bê nhá. Sâu tây vẫn không chịu nín, nó cứ sụt sùi mãi. Bon Bon đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực cứ như là ông cụ non, chép miệng một cái. Thôi bố đi ra đi, để con giúp em. Đúng là việc gì cũng đến tay con. Bon Bon thở dài một tiếng rồi bế Dâu Tây đi chơi. Kỳ lạ ở chỗ, Dâu Tây được anh mình bế thì nín khóc ngay, ngoan ngoãn như chưa hề có việc gì xảy ra. Thấy em hết khóc, Bon Bon quay sang nhìn Đình Phong bằng ánh mắt chế nhạo. Đình Phong cười khẩy, cứ tưởng có thêm con gái sẽ có thêm đồng minh, nào ngờ đâu lại thêm một kẻ thù nữa. Cuối cùng thì trong nhà này anh lại giống như người dư thừa. Đình Phong lững thững đi vào nhà bếp phụ giúp Nhã Tịnh. Lúc anh đi ngang qua chỗ bọn trẻ, Bon Bon lại còn cố hỏi Dâu Tây với âm lượng lớn. Dâu Tây à, em quý ai nhất nhà nè? Quý anh? Thế em không thích ai nè? Bố. Tại sao? Bởi vì bố hay bắt nạt anh trai. Ôi đúng rồi, Dâu Tây giỏi quá. Được khen, Dâu Tây cười tít cả mắt mà không hề để tâm đến người nào đó. Mặt mày tối sầm lại, đang đứng nhìn hai đứa nhóc. Đình Phong nghiến răng nhíu mày, gật đầu mấy cái nhìn Bon Bon. Được lắm. Rồi có ngày bố cho mày no đòn nhé. Nói rồi Thanh đi thẳng một mạch xuống bếp. Nhìn thấy cô đang loay hoay dọn dẹp, anh liền mon men lại gần bắt chuyện. Thế vợ có cần anh giúp gì không? Nghe thấy tiếng của anh, cô quay sang bên cạnh mỉm cười hỏi. Ơ? Thế sao bỗng dưng lại xuống đây giúp em vậy? Thì thằng con trai yêu quý của em nó chơi với em gái nó rồi, có cho anh lại gần con gái của mình đâu. Đình Phong nói vòng ra ngoài, vừa nói vừa hướng ánh nhìn về phía hai đứa trẻ. Nhã Tịnh bật cười. Nhà có một đứa con trai mà bố và con trai cứ cãi nhau suốt như vậy, bây giờ lại còn lôi kéo theo cảm Dâu Tây vào, không biết sau này lớn lên có như vậy hay không. Nhã Tịnh mỉm cười lắc đầu vài cái rồi nói với anh. Thế chẳng phải có Bon Bon chăm sóc Dâu Tây, anh được thoải mái hơn còn gì nữa. Thôi, anh phụ em dọn cái này ra bàn rồi ngồi ăn cơm nhé. Đình Phong ngẫm nghĩ lại những lời Nhã Tịnh nói. Quả thật là từ ngày có Dâu Tây, Bon Bon không còn bám lấy mẹ nữa. Anh cũng vì vậy mà có cơ hội gần gũi cô. Căn phòng cũng trở thành không gian riêng tư của hai vợ chồng, đặc biệt là không có sự xuất hiện của Kỳ Đà. Mất cái này thì lại được cái kia. Thôi thì số phận cô ly, anh đành phải chấp nhận. Bày biện món ăn ra bàn xong xuôi, Nhã Tịnh lên tiếng. Bon Bon, Dâu Tây, vào ăn cơm. Dạ vâng. Hai đứa đồng thanh trả lời, bỏ mặc đống đồ chơi bên ngoài chạy vội vào nhà bếp. Đến khi mọi người đều yên vị trên ghế, Bon Bon và Dâu Tây khoanh tay lễ phép. Con mời bố mẹ ăn cơm. Ừ, ăn đi. Bon Bon gấp thức ăn cho Nhã Tịnh, đồng thời cũng gấp cho Đình Phong. Hành động của nó khiến anh ngạc nhiên hỏi với ngữ điệu có một chút trầm trọng. Ơ, thế hôm nay lại gấp cho bố cơ đấy? Vâng. Dâu Tây thấy anh trai của mình gấp thức ăn cho bố thì tập tành học theo. Đình Phong vui vẻ. Cảm ơn hai đứa nhé. Rồi thì Bon Bon quay sang phía Dâu Tây hỏi. Dâu Tây, em yêu quý ai trong nhà vậy? Em yêu bố, yêu mẹ và yêu cả anh nữa. Nghe Dâu Tây trả lời, cả nhà đều bật cười thành tiếng. Đây đều là những gì Bon Bon dạy Dâu Tây nói. Tuy rằng ngày thường hai bố con hay xích mích trí trẻ, nhưng mà thực lòng Bon Bon rất thương bố. Đột nhiên thì Đình Phong lúc này nghiêm giọng nói. Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi chơi nhé. Ôi, thật à bố? Bon Bon hỏi lại. Tất nhiên là thật rồi. Ôi, như vậy thì vui quá. Bon Bon quay sang ăn mừng với Dâu Tây. Nhã Tịnh thì khều nhẹ tay của anh rồi hỏi. Thêm còn công việc của anh thì sao? Công việc để sau giải quyết cũng không muộn. Dù gì thì anh cũng muốn dành thời gian cho em và các con. Dứt lời thì anh nhìn hai đứa rồi nói. Thôi được rồi, ăn cơm xong ngủ sớm. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi chơi nha. Nhã Tịnh mỉm cười không phản đối lại quyết định của Đình Phong.
Chỉ cần các con thấy vui thì cô cũng vui. Đêm khuya, cả nhà nằm chung một phòng. Đành Phong ôm Nhã Tịnh trong lòng, rồi để Bon Bon nằm cạnh Sâu Tây ở giường bên kia. Nhìn vợ và con của mình, nhìn lại cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có, anh bất giác nở ra nụ cười thỏa mãn. Hóa ra hạnh phúc là khi biết đủ, biết hài lòng, biết trân trọng những gì mà mình đang có, và không chiều theo những thứ phù phiếm xa hoa mà đánh mất đi điều bản thân trân trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nhân Tình Khờ Dại đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và giờ phút này thì với cái kết như thế này, anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy hài lòng và mãn nguyện rồi. Còn với quý vị và các bạn thì sao? Sau khi đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện này thì mọi người có những cảm xúc như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.